gacchami con nên mang lòng thành kính xin quý tăng dutiyam vi bồ đăng sanh lần gacchami con nên mang lòng thành kính xin quý phật lần thứ nhì dutiyam vi thấm mang sanh lần gacchami con nên mang lòng thành kính xin quý pháp lần thứ nhì dutiyam vi sanh thắng lần gacchami con nên mang lòng thành kính xin quý tăng lần thứ nhì ta ti yam vi bồ đăng sanh lần gacchami con nên mang lòng thành kính xin quý phật lần thứ ba ta ti yam vi đấm mang sanh lần gacchami con nên mang lòng thành kính xin quý pháp lần thứ ba ta ti yam vi sanh thắng sanh lần gacchami con nên mang lòng thành kính xin quý tăng lần thứ ba. Bhutang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tamang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyam vi Bhutang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Dutiyam vi Dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Dutiyam vi Sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyam vi Bhutang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyam vi Dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyam vi Sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Thị sa ra na ca năng ni thị tăng phát huy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phạn tê, dạ xin vâng. Ba na ti ba tam về ra mà đi thì có bấy nhiêu sa ma dạ mi. Còn xem mấy cái điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh la đa na về ra mà đi khó bất năng sa ma dạ mi. Còn xem mấy cái điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Cà mê su mi cha cha ra về là mình đi khao bất năng sa ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mụ sa hoa đa. Về là mình đi khao bất năng sa ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối sura me ra yama cha pa ma ta tha na về là mình đi sao bữa nay cha ma dạ mi. Còn khi mình nhìn điều học là quy tránh xa thì dễ uống rượu và các chất say. Panatipata Vairamani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana Vairamani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Chara Vairamani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami,
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me rayama chapama dathana ve ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani bancha sika padani sadukang kantoang apamadena nicakalang samarakitapang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tâm bảo rồi, có ráng nguyện dự hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phàn tê, dạ xin vâng. Sì lê na su khai tinh dân tị, sì lê na phô các sâm bát đài, sì lê na nê phu tinh dân tị ta sâm mai, sì lăng vị sô, thác dê. Các chúng sinh được sinh về cõi trời cũng nhờ dự giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhâm nước bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các ấy cho nên chư Phật tử có đáng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhân. Sa thu lành thay, nhà con xin sám hối trước tam bảo. Uttamange navande hang padapam sung varutamang Bhutte yo khalito do so bhutto khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange navande hang thamman chaduvitham varang tham mê yo khalito do so tham mô khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange navande hang sang khang chaduvitho tamang sang khe yo khalito do so sang khô khmatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhà chúng con kính cùng thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Phật Phật Tu Sắc Phật Mạng Gia Lăng Rắc Khanh Tu Sắc Bạc Địa Hoa Ta Sắc Bạc Bụt Đá Hai Nô Pha Quê Nà Sà Đà Sô Thi Thu Anh Thu Tê Phật Phật Tu Sắc Phật Mạng Gia Lăng Rắc Khanh Tu Sắc Bạc Địa Hoa Ta Sắc Bạc Thâm Ma Nô Pha Quê Nà Sà Đà Sô Thi Phật Phật Tu Tê Phật Phật Tu Sắc Phật Mạng Gia Lăng Rắc Khanh Tu Sắc Bạc Địa Hoa Ta Sắc Bạc Thá Hai Nô Pha Quê Nà Sà Đà Sô Thi Phật Phật Tu Tê Tất Cả Hạnh Phúc Hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lời thường thường đến người so a tha la tho su vi to guru no ho bo tha sa sa ne a ro go su vi to hoi cha sa be nhà ti phi sa an tha la tham Chúng ta vô na ha bút tha sa sa ne a ro ga chúng ta hồi tha sa bê nhà ti phi tề a tha la tha chúng ta vô na ha bút tha sa sa ne a ro ga chúng ta hồi tha sa ha sa bê thị nhà ti phi cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Nam
Sa thú lành thai, con xin hồi hướng công đức. Yang kin chikusala kamang katap bang kiri yang mama kaye na waja manasa tidase sugatang katang ye sata sanino ati ye jasata asanino katang punya palang mai hang sa pe fa gi fa wan tu te ye tang katang su vi di tang din nang punya palang maya ye chata thana cha nan ti de wa gan toa ni we da yung sa pe lo kam ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ka Manunyang pho cha nang sa pe la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy tỏa thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Ý đàn nô nhà đàn hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Ý đàn quá ta mê pu nhàng a giáp sa quá kha yô quá hằng hồ tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Sabbe puratima yadisa yasatta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima yanudisa yasatta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasatta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yanudisa yasatta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pacima yadisa yasatta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pacima yanudisa yasatta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe utara yadisa yasatta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe utara yanudisa yasatta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparima yadisa yasatta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetima yadisa yasatta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu
Apyabhaja hontu aniha hontu dikhayuka hontu aroga hontu sampatthi sambicchantu sukhe aranam pariharantu dukha patta janit dukha vaya patta janit vaya soka patta janit soka hontu sabbe vipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy chứng minh cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nhận Nam Mô Bụt Thầy á. Con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo. Con xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng đến chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con. Và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đường nhau cả thảy. Bây giờ là 4 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam. Nhà con kính nhường mic lại cho sư để bắt đầu chương trình học sáng nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy. Hành kính lễ chư tôn thượng đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 914. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lokottamo Sabbagaru Vicchetthako Lokasasattha Janadhammako Vido Vanda Mahantang Narapu Chanai Yatta. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đau sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tôi thường vô chủ, trí năng vô lượng. Từ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Còn xin đảnh lễ Phật ân, đáng chư thiên chung nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ yết tát sa sát tu nô lô ca nó man thát sa quy na ca rô cô sắp bành nhu quýt thóc chi phù tí sanh nhá tù quần đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần pháp bảo với nhân bạn Như Lai soi sáng vẹt màng phụ minh phái tan lầm lạc chúng sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu quý số thồ số bát tá sát xà quốc cô sát kha số cà mô quốc đất thầm bát sát kha cô niên đà bát sân xà đi a na đá rồ quá rồ hoàn đà má hành tăng đá ra phù. Cái này gia cần tâm bảo thiên vân là tâm học mong rõ đề mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin để lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tần át tế gia tê chê nó sẽ khà mê ê tu quá thanh năng tá xa bí à nú khoa quê nó sẽ hạ xa dê nó sẽ tập tụ. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong, bây giờ chúng ta đi vào bài học này hôm nay, câu Phật ngôn 914. Yasin riya ni samathang gata ni Yasin riya ni samathang gata ni Yasin riya ni samathang gata ni
Câu số 2. Asaya tha sa rakthi na sudanta. Asaya tha sa rakthi na sudanta. Asaya tha sa rakthi na sudanta. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 1 và câu 2. Quý vị nhìn lên màn hình ha. Câu 1 và câu 2. Yassin đúng rồi. Yassin riya ni samathang gata ni asa yatha sa ratthina sudanta. Yassin riya ni samathang gata ni asa yatha sa ratthina sudanta. Yassin riya ni samathang gata ni asa yatha sa ratthina sudanta. Rồi câu 3, câu 4. Bahi nama nasa ana wa ana sawasa. Bahi nama nasa ana sawasa. Bahi nama nasa ana sawasa. Cùng mời đọc cái câu số 3 này ha. Và câu cuối cùng, Deva Vitasa Piyahayanti Tadino. Deva Vitasa Piyahayanti Tadino. Deva Vitasa Piyahayanti Tadino. Bây giờ chúng ta đọc câu 3, câu 4. Bahi nama nasa ana sawasa deva vitasa bihayanti tadino. Bahi nama nasa ana sawasa deva vitasa bihayanti tadino. Bahi nama nasa ana sawasa deva vitasa biha yan tita dino. Bài học hôm nay 11 chữ, 12 chữ, cho nên hơi khó ha, chứ không phải dễ đâu. Bây giờ bài khó như vậy thì chúng ta chia ra hai hơi ha, đọc hai hơi, tức là cuối câu số 2 đó là trường âm thì chúng ta nghĩ cho nó khỏe đi. Chứ còn đọc liên một hơi như Sĩ Kim Nhung mà coi chừng nghe, bởi vì dễ bị đứt hơi lắm mà, và cái lực nó không có mạnh. Chúng ta đọc lần đầu là cái an toàn nhất. Yassin riya ni samathang gata ni asa yatha sa ratthina sudanta. Mahi nama nasa na sawasa deva vitasa pihayanti tadino. Quý vị thấy đọc chậm chậm như vậy thấy an toàn ha. Rồi đọc lại. Yassin riya ni samathang gata ni asaya tha sa ratthina sudanta. Bahi nama nasa ana sawasa deva vitasa bihayanti tadino. Thêm lần nữa ha. Yassin riya ni samathang gata ni asaya tha sa ratthina sudanta. Bahi nama nasa ana sawasa deva vitasa pihayanti tadino.
đó là giọng kinh ha. Và qua giọng kệ, giọng kệ thì quý vị biết một câu tới 11 từ, 12 từ thì chúng ta phân bổ sao để cái hơi của chúng ta được ổn định và nghe cái âm điệu. Rồi bây giờ chúng tôi thử kể trước. Giả sinh cái gia ni samatang gata ni sa ya tha sa ratina sudanta bahi namanat sana sawasa dewa pitasa bihayan tita dino yasindiyani samatham yatani ansa yathasa ratina sudanta bahi namanat sana sawansang dewa pitasa bihayan tita dino. Rồi thêm lần nữa ha. Giả sinh riya ni samathang gata ni asa yatha sa ratina sudanta bahi namanat sana sawansa dewa vitasa bihayan vitadino. Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự, mạng trừ lậu hoặc dứt, người vậy chư thiên mến. Rồi xin mời Sĩ Mê Ta, Sĩ Kim, Sĩ Kim Nhung, Sĩ Chức Lam Mùa Xuân. Rồi xin mời quý vị nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết, cùng kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, cùng kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, cùng chư Tôn Đức, quý ni bảo, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào tất cả quý vị có mặt trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 94 ạ. Yat sin riya ni samathang gata ni atsa yatha saratina sudanta bahi namana sa anasa watsa dewa bita sabiha yanti tadino. Dạ, con xin phân tích. Yat sin là hai trường âm nhấn, trí đoạn âm, gia trường âm thông thường, ní đoạn âm, xá đoạn âm, má đoạn âm, trường âm nhấn, gá đoạn âm, ta trường âm thông thường, ní đoạn âm, áp trường âm nhấn, xa trường âm thông thường, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, xa trường âm thông thường, rá thí hai đoạn âm, na trường âm thông thường, xú đoạn âm, đanh trường âm nhấn, ta trường âm thông thường. Yat sin riya ni samathang gata ni atsa yatha saratina sudanta bá đoạn âm, hi trường âm thông thường, ná đoạn âm, ma trường âm thường, nát trường âm nhấn, xá á hai đoạn âm, na trường âm thông thường, xá đoạn âm, hoặc trường âm nhấn, xá đoạn âm, đê qua hai trường âm thông thường, bí đoạn âm, tát trường âm nhấn, xá đoạn âm, bí há hai đoạn âm, danh trường nhấn, tí đoạn âm, ta trường âm thông thường, đí đoạn âm, nô
trường âm thông thượng. Ba hi na ma na sa a na sa wa sa đề wa bi ta sa bi ha dành ti ta đi nô. Na sa ana sa wa sa de wa bi ta sa bi ha yan ti ta di no yat sin ri ya ni samathang ga ya ta ni at sa ya tha sarati na sudanta ba hi na ma na sa ana sa wa sa de wa bi ta sa bi ha dành ti tà đi nô. Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điệu ngữ. Mạng trừ lậu hoặc dứt người vậy chư thiên mến. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ratina Suranta Bahinama Natsana Sawatsa Dewa Bitatsa Bihayan Tita Dino. Dạ con đã đọc xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trị Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Hai người nghe rõ. Có hai người nghe rõ thôi hả? Mấy người kia có nghe rõ không quý vị? Ba người nghe rõ vậy đủ rồi. Rõ chị ơi, nghe nhỏ hả? Oh my god. Nghe nhỏ. Đây. Để gần lại. Rồi nghe lớn chưa? Thiện phủ nghe lớn chưa? Tại nói nhỏ thôi. Lớn à? Học nhau không? Trời mấy hôm rày đó, hai ba ngày liên tiếp chỗ con á mưa quá trời. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng. Không, nói sau cơn mưa rồi lại mưa nữa. mưa bây giờ mới ngừng chút thôi, nhưng mà hồi sẽ mưa nữa, ngày mai mưa nữa, ngày mốt cũng mưa nữa. Mặc dù nhiều khi nó nói không có mưa nhưng mà vẫn mưa, trời mưa nhiều quá. Bà con ở Cali cũng mừng, mười mấy năm nó hạn hán, nước xài tăng giá. Sư, con có quên nói điều này nữa, sư đừng có dùng con hù mấy quý vị trong đạo tràng đi sư. Trời ơi, chứ kiếm gì khác hù vậy sư? Con đâu gì hay ho đâu. Lớn rồi. Rồi thôi, bây giờ con trả bài cho rồi đi. Kỳ này con đọc từng âm nhắn hả? Nhắn cho nó đúng microphone luôn. À, con xin trả bài kính pháp cú số 94. Đúng rồi, 94. Dạ. Xin. Vì gia thần gia ta ni á xà gia thà xà ra thi nà su đành ta ba hì na mà na sa a na sa wa sa đề wa pi ta sa bi ha dành ti đà đi nô. Mệt quá. Gia sinh vi gia ni sa ma thần gia ta ni á xà gia thà xà ra thi nà su đành ta ba hì na mà na sa a na sa wa sa đề wa Kita Satiha Yang Tida Dino. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Yat Sin. Hai chữ âm ngắn. Rí, đoạn âm. Ya chữ âm thông thường. Ní, xá, má, ba, đoạn âm. Thanh, chữ âm ngắn. Giá, đoạn âm. Ta, chữ âm thông thường. Ní, đoạn âm. Câu số 2. Ash, chữ âm ngắn. Sa, trường âm thông thường, giá đoạn âm, tha sa, hai trường âm thông thường, rá thí, hai đoạn âm, na trường âm thông thường,
Sú, đoạn âm, đanh, trường âm ngắn, ta, trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ya sinh vi ya ni samathang gata ni asa yatha sa ratina sudanta dahi nama nasa anna sa wasa dewa kita sa vi hayan ti da ti no. Phân tích câu số 3. Ba đoạn âm, hi trường âm thông thường, na đoạn âm, ma trường âm thông thường, na trường âm ngắn, xá á hai đoạn âm, na trường âm thông thường, xá đoạn âm, was trường âm ngắn, xá đoạn âm. Phân tích câu cúng cùi, hai câu cuối cùng, đê qua hai trường âm thông thường, đi đoạn âm, tas trường âm ngắn, xá bí há ba đoạn âm, danh trường âm ngắn, tí đoạn âm, ta trường âm thông thường, đi đoạn âm, no trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Đa hi na ma na sa na sa wa sa de wa ki ta sa ti ha yam ti da di no. Ya sin vi ya ni sa ma thang ga ta ni a sa ya tha sa ra ti na su dan ta. Ta hi na ma na sa na sa wa sa de wa ki ta sa ti ha yam ti da di no. Nó thơ rồi, không dám đọc lũng lặng nữa. 5, 1, 2, 4, đọc là không đọc. Đọc lại các bạn nghe đi, cho chắc ăn. Yá sinh vi yà ni sa ma thang ga ta ni a sa ya tha sa ra ti na su đành ta ta hi na ma na sa a na wa ta wa sa đề wa ki ta sa ti ha yành ti đà di nô. Bây giờ ca kể đi. Ya sinh vi ya nết sa ma thang ga ta ni an ta ya tha sa ra ti na su đành ta ba hi na ma na sa 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 wa sa de wa ti tang sa di ha yang ti da di no. Ya sinh vi ya ni sa ma thang ga ta ni an ta ya tha sa ra ti na su đành ta ba hi na ma na sa na sa wa sa de wa ti tan sa ti ha yang ti da di no. Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngữ mạng trời người vậy chư thiên mến. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú số 94. Xong rồi đó sai. Thư con có gì sai không thư? Thư đừng dùng con hù quý vị nghe. Hụng kia đó trời, chứ hù là nhưng cũng gung quá trời lên. Nhưng mà con thấy đi rùng rợn hấp dẫn như vậy mới sôi động đó sư. Giờ vậy vui, lâu lâu sư làm thì nhét một cái sư thiên hạ sở trơn à. Công nhận sư quay thiệt đó nha. Sư hụ một chút là nhận sợ à. Nhưng mà con thì vui lắm. Có chuyện đó là vui. Ủa sao sư không cho con bông ra gì cháu trời cho? Chắc con có nhân nghĩ gì nhiều lắm thấy không sư. Nhưng mà không sao, sư cứ sửa đây con sẽ nhớ mà. Xin cảm ơn quý vị đã cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân nha. Còn nó có nước uống cà phê uống. Dạ con xin cảm ơn và xin mời quý vị kế tiếp hình như Hồng Thị Kim Nhung ha. Rồi bye nha. Alo 123 123. Quý vị nghe Sĩ Kim có chỗ nào rắc rối không? Alo chị Kim, đã được nhận một số bông hoa nhiều ha, nhưng mà trong cái giọng đọc á, trong cái sự phân tích, quý vị thấy chết chắc nữa ha, đúng quá chết chắc nữa. Phân tích thì rất là chính xác, nhưng mà cái giọng đọc làm sao? Giọng đọc quý vị thấy nha, cười như vậy tức là muốn để cho quý vị thấy mình đọc sai mà có theo dõi hay không.
Ai với sức chim là chơi cái màn đó đó. Quý vị nghe cái chữ ta điên nô, cái chữ cuối cùng á, nghe cái giọng đọc lại ta điên nô, đọc có đúng ta điên nô không? Nhưng mà phân tích thì chính xác. Còn cái chữ ta điên nô đọc nghe cái giọng gì á, chứ không phải Bali. Quý vị nghe lại chỗ đó đi ha. Deva Vitasa Viha Yantita Dino. Quý vị nghe lại trong Facebook đi. Không nghe cái chữ ta mà thành là chữ Da Dino. Để một cái chỗ sai, đạo tràng có theo dõi hay không? Rồi cùng cười nữa nhé, đâu phải thử. Thử coi đầu tràng có theo dõi, có biết mình đọc sai hay không, hay là cháu bông cháu hoa như vậy là sung sướng lắm. Tự mình biết nha. Đó, quý vị thấy lỗ tai có vấn đề, nhưng mà quý vị có vấn đề hay không? Thì nghe lại chỉ ta đi nồ. Bây giờ trong đầu tràng của chúng ta có hai người đưa lên trên Facebook nè. Thì Lâm, thì Hồng Nhật. Hồng Nhật Trần. Vậy thì các vị nghe lại chỗ cái chữ cuối cùng ta biết nô, rồi quý vị sẽ biết ở chỗ này như thế nào. Rồi bây giờ mình tiếp tục mời Sít Kim Nhung. Dạ alo alo ạ. Dạ nam mô Bụt Tha giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Dạ con kính lễ sư Trí Đức, dạ con kính lễ quý sư quý cô tu nữ, dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ cảm ơn đàn cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ con xin đọc câu kệ ngôn số 94 ạ. Yassin riya ni sama thangata ni asa yatha sarathina sudana hi na sa ana sa wa sa de wa bi ta sa bi yan ti ta di no ya sin ri ya ni sa ma nga ni a sa ya tha sa ra thi na su dan ta ba hi na ma na sa ana sa wa sa de wa bi ta sa ha ti ta đi nô. Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự, mạn trừ lậu hoặc dứt người vậy chư thiên mến, là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích ạ. Yas là yasin là hai trường âm nhấn, rí là đoạn âm, ya là trường âm thông thường, ní xá má là ba đoạn âm, thăng là than là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, as là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha sa là hai trường âm thông thường, rá thí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, đan là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường. Yassin riya ni sama thành gata ni asa yatha sarathina sudanta. Bá là đoạn âm, hi là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nas là trường âm nhấn, á, á là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, was là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, de wa là hai trường âm thông thường, bí là đoạn âm, tas là trường âm nhấn, xá bí há là ba đoạn âm, yan là trường âm nhấn, tí âm, ta là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Pahi na ma na sa ana sa wa sa dwa bita siha yanti ta dino.
Yasin riya nisama thành ga ta ni a sa ya tha sa ra thi na su đàn ta ba hi na ma na sa a na sa wa sa đề wa bi ta sa bi ha yan ti ta đi no. Con xin kể ạ. Yasin riya ni samathangata ni asayatha sarathina sudanta inama natsa anasa wasa dewa bita sabiha janti tadino. Yasin riya ni matangata ni asajata saratina sudanta bahina mana saana sawasa dewa bita sabiyanti tadino. Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự, mạn trừ lậu hoặc dứt, người vậy chư thiên mến, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư ạ. Kính cảm ơn đạo tràng. Xin mời chiếc lá mùa xuân ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 94. Yasin riya ni samathan gata ni asa yatha sarathina sudanta bahina ma nasa ana sa wasa dewa pita sa piha yang tida tita dino. Yasin, yasin riya ni samathangata ni asa yatha sarathina sudanta. Yasin là hai trường âm nhấn, rí là đoạn âm, ya là trường âm thông thường, ni xá má là ba đoạn âm. Thanh là trường âm nhấn, thân là trường âm nhấn, gá đoạn âm, ta trường âm thông thường, ní đoạn âm, as trường âm nhấn, sa trường âm thông thường, giá đoạn âm, tha sa hai trường âm thông thường, rá đoạn âm, thí đoạn âm, na trường âm thông thường, xú đoạn âm, đanh trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, bá đoạn âm, hi trường âm thông thường, ná đoạn âm, ma trường âm. Ủa quên, con xin đọc lại câu 1 với câu 2. Giá sinh trí già ní sá má thầm gá tà ní á xà giá thà xà rá thi nà su đành tà. Bá hi ná ma ná sá á nà sá quá sá đề hòa bí tá sá bí há dành tí tà đi nô. Bá đoạn âm, hi trường âm thông thường, ná đoạn âm, ma trường âm thông thường, nás trường âm nhấn, xá á là hai đoạn âm, na trường âm thông thường, xá đoạn âm, quát trường âm nhấn, xá đoạn âm, đê trường âm thông thường, qua trường âm thông thường, bí đoạn âm, tás trường âm nhấn, xá bí là hai đoạn âm, há đoạn âm, dân là trường âm nhấn, tí đoạn âm, ta trường âm thông thường, đí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Bá hi na ma na sa na sa wa sa đề wa bi ta sa hi bi ta sa bi ha dần ti ta đi nô. Yasin Yasin riya ni samathan gata ni asa yatha sa rathina sudanta bahi namana sa ana sa wasa dewa
bi ta sa bi ha yang ti đà ta đi nô giá sinh ri già ni sa ma thần giá ta ni á sa giá thà sa ra thi nà su đàn ta ba hi nam mà na sa a nào sa quá sa đề và bi ta sa bi ha yang ti ta đi nô giá si tri giá sinh ri già ni sa ma thần giá ta ni á sa giá si tri con xin sám hối không đọc lại giá sinh ri già ni giá sinh ri già ni sa ma thần giá ta ni á sa giá thà sa ra thi na su thành ta ba hi na ma na sa bá hi na ma na sa a na sa va sa đề hòa bi ta sa bi ha dành ti ta đi nô giá sinh ri già ni sa ma thành ga ta ni á sa a ya tha sa ra thi na su đàn ta ba hi na ma na sa a na sa wa sa đề hòa bi ta sa bi ha dầm ti ta đi nô ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự mạng trừ lậu hoặc dứt người vậy chư thiên mến là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin mời đạo tràng ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 94. Yat sin priya ni samathang gata ni apsa yatha sarathi na su đành ta. Ba hi na ma na sa a na sa wat sa de wa pi tat sa pi ha yang ti ta di no. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yat xin hai trường âm nhấn, rí đoạn âm, ya trường âm thông thường, ní xá má ba đoạn âm, thăng trường âm nhấn, gá đoạn âm, ta trường âm thông thường, ní đoạn âm, ác trường âm nhấn, sa trường âm thông thường, giá đoạn âm, tha sa hai trường âm thông thường, rá thí hai đoạn âm, na trường âm thông thường, xú đoạn âm, đanh trường âm nhấn, ta trường âm thông thường. Yat sin priya ni sama thang gata ni ap sa yatha sa rathi na su đành ta. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Pa đoạn âm, hi trường âm thông thường, na đoạn âm trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, xá á hai đoạn âm, na trường âm thông thường, xá đoạn âm, quát trường âm nhấn, xá đoạn âm, đê qua hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, tát trường âm nhấn, xá tí há ba đoạn âm, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, ta trường âm thông thường, đí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Ba hi na ma na sa a na sa wat sa de wa pi tat sa pi ha yang ti ta di no. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 94. Yat sin ri ya ni sa ma thang ga ta ni at sa ya tha sa ra thi na su đành ta. Ba hi na ma na sa a na sa wa sa de wa pi ta sa pi ha yang ti ta di no. Ya sin ri ya ni sa ma thang ga ta ni a
Sayathasa Ratina Sudanta Tahinamana Saana Sawasa Dewapita Saha Pihayantita Dino. Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự, mạn trừ lậu hoặc dứt, người vậy chư thiên mến. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụtthaya, Nam Mô Sangkhamaya, Nam Mô Sangkhaya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng. Kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ, kính chào Đạo Tràng. Dạ, sau nay con xin đọc câu Pháp Cú số 94. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Yassin di ya ni samat thang gata ni asa yatha sara thi na su đàn ta. Ba hi nam ma nát sa anna sa vát sa đề và bi tát sa bi hai dàn ti ta đi tổ. Dạ, con xin phân tích. Câu số 1. Yat là trường âm nhấn. Xin là trường âm nhấn, đi là đoạn âm, rí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, lý là đoạn âm, má là hai tròn trường âm nhấn, thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, lý là đoạn âm, át là trường. Câu số 2, át là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha sa là hai trường âm thông thường, rá thí là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, đan là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường. Yassin ri ya ni samat thần gát tà ni át xà giá thà xá ra thi nà su đàn tà. Câu số 3 và câu số 4. Bá là đoạn âm, hy là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, xá á là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, vát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, đê va là hai trường âm thông thường, bí là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, xá bí há là ba đoạn âm, gian là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Ba hi na ma na sa a na sa Vassa deva bitassa bi hayam tita dito dino. Yassa i yassin ri yassin ri ya ni samathang gata ni atsa yatha sarathina sudanta. Ba hi namat nasa ana savatsa ba hi ba hi na ma na sa a na sa va sa đề và bi ta sa bi ha dàn ti ta đi nô ya sin ri ya ni sa ma thằng ga ta ni a sa ya tha sa ra thi na su đàn ta ba hi na ma na sa a na sa va sa đề và bi ta sa bi ha dàn ti ra đi tô. Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự, mạng trừ lậu hoặc dứt, người vậy chư thiên mến. Đó giờ đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin cờ
Ya sinriya ni samathangata ni asaya thasaratina sudanta bahinamana sana savasa devabita sahabihayanti da tadino. Dạ con đã đọc và kể và phân tích xong, có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị tiếp theo. Nam mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ con kính cảnh lễ Phật Bảo, con kính lễ Pháp Bảo, con kính lễ Tam Bảo, con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ. Dạ con kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc bài kinh Pháp Cú số 94. Yat sin vi ya ni samathang gata ni at sa yatha sa dathi na su dan ta ba he na ma nat sa an na sa wat sa de wa bi tat sa bi ha yan ti ta di to. Con đọc sai rồi, con đọc lại. Yat sin di ya ni samathang gata ni at sa yatha sa ra thi na su đàn ta ba hệ na ma nát sa an na sa wat sa đề hòa bi tát sa bi ha dành ti ta đi nô. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Giác sinh hai trường âm nhấn, rí đoạn âm, và trường âm thông thường, ní xá má ba đoạn âm, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá đoạn âm, ta trường âm thông thường, ní đoạn âm, áp trường âm nhấn, xa trường âm thông thường, giá đoạn âm, tha xa hai trường âm thông thường, rá thí hai đoạn, na trường âm thông thường, sú đoạn âm, đan trường âm nhấn, ta trường âm thông thường. Yat sin di ya ni samathang gata ni at sa yatha sa ra thi na su đàn ta. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Bá đoạn âm, hi trường âm thông thường, ná đoạn âm, ma trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, xá á hai đoạn âm, na trường âm thông thường, xá trường âm nhấn, quát xá đoạn âm, quát trường âm nhấn, xá đoạn âm, đê qua hai trường âm thông thường, bí đoạn âm, tát trường âm nhấn, xá bí há ba đoạn âm, danh trường âm nhấn, tý đoạn âm, ta trường âm thông thường, đí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Ba hi na ma nát sa an na sa wat sa đề hòa bi tát sa bi ha dành ti ta đi nô. Dạ con đọc lại nguyên bài. Yat sin di ya ni samathang gata ni at sa yatha sa ra thi na su đàn ta ba hi na ma nát sa an na sa sa wat sa đề hòa bi tát sa bi ha dành ti ta đi nô. Dạ con xin kể. Yan sin di ya ni samathang gata ni satha sa ra thi na su đàn ta ba hi na ma nát sa an na sa wat sa đề Dewa bitan sa beha yanti tadino.
Thượng Thích Minh Châu. Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự, mạng trừ lậu hoặc dứt, người vậy chưa thương mến. Dạ con đọc và phân tích và kể xong, có chỗ nào sai con xin kính xin quý sư quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con ạ. Dạ con xin dâng mít lại cho đạo tràng, xin mời vị tiếp theo. Dạ con xin cảm ơn. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ cảm ơn cô Thiền Vũ. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, quý sư quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú số 94 ngày hôm nay ạ. Yassin riya nisamathan gata ni asa yatha sarathina sudanta pahi nama nasa anna sawatsa dewa pita sapiha janti ta dino yasin riya nisamathan gata ni asa yatha sarathina sudanta pahi nama nasa anna sawatsa dewa pita sapiha janti ta dino. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yassin riya nisamathan gata ni asa yatha sarathina sudanta. Yassin là hai trường âm nhấn, ri là đoạn âm, ya là trường âm thông thường, ni, sa, má là ba đoạn âm, thanh là trường âm nhấn, ga là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ni là đoạn âm, as là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha, sa là hai trường âm thông thường, rá, thí là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, đanh là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường. Yassin riya nisamathan gata ni asa yatha sarathina sudanta. Dạ câu số 3 và câu số 4. Bahi nama nasa anna sawatsa dewa pitasa pihajanti ta dino. Bá là đoạn âm, hi là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nas là trường âm nhấn, xá, á là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, was là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, đê, qua là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, tas là trường âm nhấn, xá, tí, há là ba đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Ba hi nama nasana sawatsa dewa bitasa pihajanti ta dino. Dạ con xin đọc lại ạ. Yassin riya nisamathan gata ni asa yatha sarathina sudanta pahi nama nasa anna sawatsa dewa bitasa pihajanti ta dino. Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự, mạng trừ lậu hoặc dứt, người vậy chư thiên mến, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yassin riyani samathan gatani atsayatha sarathina sudanta bahinamana saana sawasa dewa bitasa bihajati tadino. Yassin riyani samathan gatani atsayatha sarathina sudanta bahinamana saana sawasa dewa bitasa bihajanti tadino. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con.
Dạ cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin kính mời cô niệm từ ạ. Dạ. Cảm ơn Nhân Nhật Hạ. Nam mô Vithaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức thân trong đạo tràng, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thanh Thúy đã cho đường từ biết âm thanh rõ. Con xin đọc và phân tích câu bài học hôm nay là câu số cuối số 94. Yassin triya ni samathan gata ni asa yata sarajina sudanta bahina manasa anasa wasade buwab bitasa bihayan tita dito dino yassin triya. Yassin triya ni samathan gata ni asa yatha sarathina sudanta bahi namana sa anas sawasa dewa bita sabihayam tita dino. Con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yasindriya ni samathan gata ni asa yatha sarathina sudanta. Yassin là hai trường âm nhấn, trí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, ni xá là hai đoạn âm, má là đoạn âm, than là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ni là đoạn âm. Và câu số 2, as là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, ra thí là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, đan là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. Bahi nama nasa ana sawasa dewa bita sabihayan tita dino. Và câu số 3, bá là đoạn âm, hi là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nas là trường âm nhấn, xá á là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, was là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, đê là qua là hai trường âm thông thường, bí là đoạn âm, tas là trường âm nhấn, xá bí há là ba đoạn âm, dành là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Yassin triya nasamathan gata ni asa yatha sarathina sudanta bahi nama nasa ana sawasa dewa bitasa bihayan tita dino. Yassin triya ni samathan gata ni asa yatha sarathina sudanta bahi nama bahina manasa asa sawasa we sade wa bita sabihayan tita dino. Ai như phục các căn như đánh xe điều ngự, màn trừ lậu hoặc dứt, vậy chư thiên mến. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu số 94. Yassin triya ni samathan gata ni ansayatha sarathina sudanta bahina manasa anasawansa dewa bitan sabihayanti dan tadino ya
Yasin Triya Nisama Thangatani Ansayata Saratina Suranta Painama Nasa Anasa Wansa Dewa Bitan Sabihayan Tita Dino. Dạ con đã phân tích và đọc xong, không có sai, mong sư nhà đạo tràng giúp chỉnh sửa lại dùm con. Dạ cảm ơn cô Thâm Hạnh đã post bài và dạ, cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ bây giờ mình từ xin mời cô Thanh Thủy. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ dạ cảm ơn niệm từ con Thanh Thủy, con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu, cảm ơn thiên dưỡng đã biết kính hiệu. Dạ con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 94. Yasin Riya Nisama. Dạ con xin đọc lại. Yasin Riya Nisama Thang Yatta Niasa Yatha Sa Ratina Sudanta Ahi Nama Nasana Sawat Deva Vita Sati Hayan Tita Dino Yasin Riya Nisamathang Gata Niasa Yatha Saratina Sudanta. Câu thứ nhất, Yas là trường âm nhấn, Xin là trường âm nhấn, Khí là đoạn âm, Gia là trường âm thông thường, Ní là đoạn âm, Xá, Má là hai đoạn âm, Thân là trường âm nhấn, Gá là đoạn âm, Ta là trường âm thông thường, Ní là đoạn âm, As là trường âm nhấn, Sa là trường âm thông thường, Giá là đoạn âm, Tha là trường âm thông thường, Sa là trường âm thông thường, Rá, Thí là hai đoạn âm, Na là trường âm thông thường, Sú là đoạn âm, Đanh là trường âm nhấn, Ta là trường âm thông thường. Con xin đọc hai câu 3, câu 4. Ba hi nam ma na sa na sa vat sa de wa pi ta sa pi ha yan ti ta di no. Ba là đoạn âm, hi là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, xá á là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, đê là trường âm, đê qua là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, tá, tí, há là ba đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Là con xin kể. Yasin ri ya ni samathangatani asayatha sarathina sudanta ahi nama nasa anasa vansa dewa titasa pihayan titadino. Dạ con xin đọc lại một lần nữa. Yasin Riya Nisamathangata Sarathina Sudanta Tahinama Nasa Anna Sawasa Dewa Titasa Pihayan Tita Lino. Ai nhất phục các căn như đánh xe đều ngự, màn trừ là hoặc nhất, người dạy chứ thiên mến, bản dịch cũng như là ngoài thưởng thức Minh Châu. Dạ con đã đọc và phân tích, nếu có gì sai xin đạo xin thượng tọa và đạo tràng chỉnh sửa. Và con kính trên đạo tràng kính mời sư Bình ha.
Dạ sa thú kính cảm ơn Thanh Thủy. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Thanh Thủy cho nhập quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ quý bà quý cô, nhập quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ con xin được trả bài câu pháp cú kinh số Diêm Dung chào Nhật Quỳnh chút xíu ha. Dạ con xin trả bài câu pháp cú kinh số 94. Dạ cảm ơn Tâm Hạnh cho bài học. Thằng gắt ta ni a sa gia tha sa ra na su đàn ta ba hì na ma na sa an na sa hoa sa đề hoa bi ta sa bi hai dành ti ta đi nô gia xin na di gia ni sa ma thằng gắt ta ni a sa gia tha sa ra thi ma ra thi na su đàn ta ba hi na ma na sa a na sa wa sa đề wa di ta sa bi ha yan ti ta di no. Dạ, cho con đọc lại lần nữa. Ya sin na di ya ni sa ma than ga ta ni a sa ya tha sa ra thi na su đàn ta. Ba hi na ma na sa a na sa wa sa đề wa di ta sa bi ha yan ti ta di no. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giá xin hai trường âm nhấn rí đoạn âm gia trường âm thông thường ní xá má ba đoạn âm thành trường âm nhấn gá đoạn âm ta trường âm thông thường ní đoạn âm át trường âm nhấn xa trường âm thông thường giá đoạn âm tha na tha sa hai trường âm thông thường rá thí hai đoạn âm na trường âm thông thường sú trường âm sú đoạn âm đan trường âm nhấn ta trường âm thông thường ya sin ni ya ni sa ma thằng ga ta ni a sa ya tha sa ra thi na sú đan ta. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Bá đoạn âm, hi trường âm thông thường, ná đoạn âm, ma trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, xá, á, hai đoạn âm, na trường âm thông thường, xá đoạn âm, quát trường âm nhấn, xá đoạn âm, đê qua hai trường âm thông thường, bí đoạn âm, tát trường âm nhấn, xá, bí, há, ba đoạn âm, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, ta trường âm thông thường, bí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Ba hì na ma na sa an na sa qua sa đề qua ti ta sa bi ha yan ti ta di nô. Ya sin da ri ya ni sa ma than ga ta ni a sa ya tha sa ra thi na su đàn ta. Ma hi na ma na sa an na sa wa sa đề wa bi ta sa bi ha yan ti ta di no. Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự mạng trừ lậu hoặc dứt người vị chư thiên mến. Đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Và con đọc và phân tích có sai con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Con xin được kệ ạ. Ya sin ri ya ni cha ma than ga ta ni a sa ya tha sa ra thi na su đan ta ba hi na ma na sa na sa qua sa đề qua bi ta sa bi ha yan ti ta di nô. Ya sin di ya ni sa ma than ga ta ni a sa ya tha sa ra thi na su đan ta ba hi na ma na sa a na
sa qua sa đề qua bi ta sa bi ha danh ti ta đi nô. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ kính cảm ơn tâm hạnh đã hết bài. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con không biết còn vị nào chưa ôn bài thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay. Dạ nếu không có bằng tay thì Nhật Quỳnh cung thỉnh ngài tri đức ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ còn vị nào chưa ôn bài thì kính mời bằng tay ạ. Dạ, vậy là chắc là ông bài hết rồi bạch ngài. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài trí đức từ bi hoan hỷ trở lại đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ ngài. Dạ, con kính nhân mít đến ngài. Sa thủ quý vị rất là tuyệt vời. Lâu quá mà Sít Thanh Thủy dòng kinh dòng kệ vẫn chứng chặt như thường ha. Tưởng Sít Thanh Thủy lâu không đến đạo tràng rồi quên luôn nhé. Ai ngờ Sít Thanh Thủy vẫn căn bản ha. Đọc trường âm đoạn âm dòng kinh được thấy quá hay ha. Nhưng mà ở đây còn một nhân vật quan trọng, đó là Huynh Chánh Ngộ. Huynh Chánh Ngộ thường thường bận công việc lắm á, nhưng mà hôm nay rảnh rỗi còn ở trong đạo tràng. Rồi mời Huynh Chánh Ngộ. Alo, Huynh Chánh Ngộ đâu rồi? Đó, núp lùm hoài ha, không chịu đưa tay. Mời Huynh Chánh Ngộ nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sa Kha Giá. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 94. Yassin Riya Nisamathang Gata Ni Asa Yatha Sarathina Sudanta Pahima Nasa Anna Sawasadeva Pitasapihayantitadino. Dạ, con xin phân tích trường âm đoạn âm từng câu. Câu đầu: Yasinriyani Samathang Gatani. Yasin, hai trường âm nhấn. Ri là đoạn âm. Ya là trường âm thông thường. Ní là đoạn âm. Xá má là hai đoạn âm. Thanh là trường âm nhấn. Gá là đoạn âm. Ta trường âm thông thường. Ní là đoạn âm. Câu số 2: Asa yatha sa ratina sudanta. As là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, rá thí hai đoạn âm, na trường âm thông thường, xú là đoạn âm, đan là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường. Câu số 3: Pá hì nam màn, dạ, pá hì nam mà ná sa an nà. Sawasa, pa là đoạn âm, hi là trường âm thông thường, na là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, á là đoạn âm, na là trường âm thông thường, sa là đoạn âm, was là trường âm nhấn, sa là đoạn âm. Câu thứ số 4: Deva pitasapihayantitadino. Đề hòa là hai trường âm thông thường, pí là đoạn âm, tas là trường âm nhấn, xá, pí, há là ba đoạn âm, dan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu pháp cú số 94.
Yasinriya nisamathan gata ni asa yatha sarathina sudanta pahina manna saanna sawasa dewa pita sapihayanti adino. Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự, mạng trừ lậu hoặc dứt. Người vậy chư thiên mến, nhà con xin xuống mít. Sa thu huynh chánh ngộ. Trong đạo tràng của chúng ta, huynh chánh ngộ là một ha, chiếc lá mùa xuân là hai ha. Nghĩa là chỉ phân tích và đọc theo trường âm đoạn âm như hai vị này không có kệ ha. Cũng đặc biệt ha, nhưng mà phân tích vậy là quá chuẩn rồi. Tưởng lâu quá huynh chánh ngộ không cầm micro, không lên phân tích, thấy lọng cộng thế này thế kia. Nhưng mà giống như huynh Giang Nhật Hà, Sĩ Tân Thủy nó quá lưu loát ha. Rồi huynh Giang Nhật Hà tặng bông tặng hoa nữa chứ. Rồi xà thụ. Câu Phật con này khó chứ không phải dễ ha, nhưng mà giọng đọc của quý vị vậy là tuyệt vời. Rồi bây giờ chúng ta hiểu như thế nào về những này. Bây giờ qua phần tự vận. Câu số 1. Yasinriya nisamathangata ni. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa tự vận của câu đầu tiên. Câu đầu tiên có hai từ. Yasinriya ni là một ha, samathangata ni là hai. Chữ yasin do cái từ yassa ha, cộng với indriya ni. Chữ yassa là của vị nào, do cái đại từ giá. Mà yassa là của vị nào ha. Rồi indriya ni do cái từ indriya. Indriya là một danh từ trung tính. Akrantanapumsakalinga. Indriya được chia theo chủ từ hả? Chủ từ số nhiều á, không phải. Nó chia theo đối cách. Đối cách số nhiều. Đối tỷ giao phát tiếp vào hữu quá trình á, cho nên Indriya biến thành Indriyani. Indriyani có nghĩa là các giác quan hay là các căn. Các giác quan hay là các căn. Rồi các căn của vị nào ha, các căn của vị nào, tức là của ai á. Rồi samathangata ni. Samathang động với gata ni. Ở đây samatha nó là một danh từ nam tính, akrantapumlinga. Mà samatha được chia theo đối cách số ít, dutiya vipatti ekavachana, cho nên samatha biến thành samathang. Chữ samathang cộng với gata ni, cộng với gata ni, và nó biến thành m có dấu chấm, nó thành chữ n có dấu chấm. Đây là một cái trường hợp trong văn phạm lopo và sanh thí, xóa và ráp chữ. Thì gata ni do cái căn ngữ gâm ở đây nó đứng làm quá khứ phân từ. Đã đi đến gata ni do cái động từ gacchati. Vậy thì samathang gata ni là đã đi đến sự vắng lặng.
đã đi đến sự vắng lặng. Samathang Gatani đã đi đến sự vắng lặng, đã đi đến sự tĩnh lặng. Hai xong kia. Chúc Phương Châu ăn vui nha. Rồi, như vậy câu xưa số 1 xong ha. Giờ qua câu số 2. Asa yatha sa rathina sudanta. Câu số 2 có 4 từ. Asa là 1, yatha là 2, sa rathina là 3, sudanta là 4. Asa do cái từ asa. Asa là một danh từ nam tính, akran tapung linh ga. Và asa được đứng làm chủ từ số nhiều. Bhatama bahuvachana vipatti, cho nên chữ asa biến thành asa. Asa là những con ngựa. Asa những con ngựa. Rồi chữ yatha ví như, cũng như, giống như. Yatha đây là một trạng từ quan hệ ha, giống như, cũng như, ví như. Rồi cái từ thứ ba sarathina. Sarathina, sarathina do cái từ sarathi. Đây là một danh từ nam tính, ý karanta phung nha. Và sarathi được chia theo sử dụng cách số ít. Sử dụng các số ý, tức là ta thì giá vì phát trí ê câu quá trình. Cho nên chữ sarathi biến thành sarathina. Sarathina bởi người đánh xe, bằng người đánh xe, bởi người đánh xe. Bởi vì chữ ratha có nghĩa là xe kéo. Rồi sarathina. Và cái từ cuối cùng sudanta. Sudanta chữ tiếp đầu ngữ su có nghĩa là khéo léo tốt đẹp, khéo léo tốt đẹp. Và chữ chữ đanh ta do ngữ đâm, do căn ngữ cộng với ta. Đây là một cái dạng quá khứ phân từ, một dạng quá khứ phân từ nam tính. Và có nghĩa là huấn luyện, thu thúc, kiểm soát, thuần phục. Vậy thì su đanh ta ở đây nó được đứng làm chủ từ số nhiều. Bhatama bahuvachana vipatti có nghĩa là đã khéo được huấn luyện, đã được khéo thu thúc, đã được khéo rèn luyện sudanta. Chỉ cối ví như những con ngựa, những con ngựa bởi cái người mà khéo, cái người đánh xe khéo huấn luyện. Rồi câu số 3. Bahi namanasa anasawasa. Hai từ bahi namanasa anasawasa. Ở đây chữ bahi namanasa do hai từ, bahi na cộng với manasa, bahi na
Đây là một cái dạng quá khứ phân từ đã được buông bỏ, đã được đoạn trừ. Bahina đã được buông bỏ, đã được đoạn trừ. Và Manasa, Manasa do cái từ Mana. Mana là một danh từ trung tính, à nam tính, Akrantapumlinga. Mana có nghĩa là ngã mạn, nè, ngã mạn. Nhưng mà chữ Mana được chia theo sở hữu các số ít, khát thí, quy pháp tí, e có quá trình á. Cho nên Mana biến thành Manasa. Manasa là ngã mạn. Như vậy Bahina Manasa có nghĩa là có ngã mạn đã được buông bỏ, có ngã mạn đã được buông bỏ. À, chữ đầu tiên chữ thứ hai Anasa Wasa. Anasawasa. Chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á ở phía trước có nghĩa là không, và asawasa do cái từ asawa nó là một danh từ nam tính, akranthapumlinga. Asawa có nghĩa là lậu hoặc, nhiễm ô, tấu uế. Lậu hoặc, nhiễm ô, tấu uế. Và asawa ở đây được chia theo sở hữu các số ít, khát thí, quy pháp tí, e có quá trình ha. Cho nên asawa biến thành asawasa. Vậy thì anasawasa của người không còn lậu hoặc, của người không bị nhiễm ô, của người không của người không còn lậu hoặc, của người không bị nhiễm ô. Cái từ sao asawasa. Rồi. Rồi, Asawa là Wakimo. Rồi, câu số 4. Dewa Pitasabiha Yan Tita Dino. Câu số 4 có 4 từ ha. Dewa Pi là 1, Tassa là 2, Biha Danh Ti là 3, Ta Dino là 4. Dewa Pi do cái từ Dewa. Dewa là một danh từ nam tính, Akrantapumlinga. Dewa nghĩa là chư thiên. Ở đây được chia theo chủ từ số nhiều, chủ từ số nhiều, đề quá biến thành đề quá, bạch tham á, và hữu quá chánh á, ủy pháp tí, đề quá thành đề quá, có nghĩa là chư thiên nhiều á, đề quá bí, rồi chữ bí này do cái từ á bí, giống như chư thiên, giống như chư thiên ha. Rồi, từ thứ hai, Tassa.
Api giống như chư thiên, ví như chư thiên ha. Rồi cái từ thứ hai Tassa là vị ấy, tức là do cái đại từ cá, nhưng mà đại từ đó được chia theo sở hữu cái số ít khác thì vị phát tí e có quá trình ha, cho nên chỉ tá thành Tassa. Tassa là vị ấy. Rồi Piha danh tí, Piha danh tí cái động từ số nhiều này có nghĩa là yêu mến, quý mến, ví như chư thiên yêu mến, quý mến. Piha danh tí. Và cái từ cuối cùng ta đi nô, ta đi nô do cái từ gì, do cái từ ta đi, ta đi, nó là một tỉnh từ ha, nhưng mà được chia theo sở hữu các số ít sát thí vừa phát tí e có quá trình ha, cho nên ta đi biến thành ta đi nô. Ta đi nô là của người có điều ấy. Điều ấy là gì? Tức là cái sự yêu mến, sự quý mến, tức là của người mà có sự yêu mến, có sự quý mến. Ta đi nô. Rồi câu Phật ngôn 94 cho chúng ta một cái ý nghĩa, cho chúng ta một ý nghĩa. Vì nào có các giác quan đã đi đến sự tĩnh lặng, giống như những con ngựa đã khéo được huấn luyện bởi người đánh xe, có ngã mạn đã được buông bỏ, không còn lộ hoặc, ngay cả chư thiên cũng yêu mến vì có đức hạnh như thế. Xin lặp lại. Vì nào có các giác quan đã được đi đến sự tĩnh lặng, giống như những con ngựa đã được khéo huấn luyện bởi người đánh xe, có ngã mạn đã được buông bỏ, không còn đậu hoặc, ngay cả chư thiên cũng yêu mến vì có đức hạnh như thế. Ngài Hòa Thượng Giới Đức Gia Phổ Ổ Thơ Lục Bát thế này: ví như tuấn mã luyện thành, lục căn chế ngự, xứng danh trượng tòng, nhiễm ô ngã mặn tiêu vong, chư thiên mấy mộ giống dòng sa môn. Ví như tuấn mã luyện thành, lục căn chế ngự, xứng danh trường tòng, nhiễm ô ngã mộng tiêu ông, chư thiên mấy mộ giống dòng sa môn. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu: ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự, mạng trừ lậu hoặc dứt, người vậy chư thiên mến. Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự, mạng trừ lậu hoặc dứt, như vậy chư thiên mến. Rồi như vậy thì trong cái phần từ vựng chúng ta cũng đã thông qua ha. Bây giờ đi vào duyên sự, tại sao có Phật ngôn này. Alo alo, quý vị còn nghe ha? Rồi việc ra mùa xuân coi như là bị gió thổi bay. Câu Phật ngôn 94 cho chúng ta hiểu về sự tích của Ngài Cách Chay Dành Á. Má Hành Cách Chay Dành Á viết thế nào đây bà con ơi? Alo alo, Cách Chay Dành Á. Ai viết tên thì đúng, quý vị đọc tuyệt vời quá rồi.
Còn bây giờ khi mà nghe như vậy thì quý vị biết chắc Maha Kachayana, Maha Kachayana. Ngài Maha Kachayana có một duyên sự, có một cái câu chuyện quý vị còn nhớ không? Quý vị còn nhớ cái ngài Maha Kachayana, vị này tốt tướng đẹp trai, tướng áo quang minh, và câu chuyện gì đã xảy ra? Alo, quý vị học rồi. Ngài Maha Kachayana tướng hảo rất là quang minh, ngài đã trình bày lại cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, cái thân vàng đẹp, đúng rồi, tướng ngài đẹp mà, tướng hảo quang minh, cái bài kinh mà coi như Nhất Dạ Hiền Giả, ngài cũng có thuyết về cái bài kinh đó, tức là diễn giải rộng cái bài kinh mà quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, không động, không động gì đó. Chị có nhớ cái đoạn trước đoạn sau quay rồi, chắc bữa nào gặp ngài hỏi mới được. Tuệ quá. Nó trước thuộc nằm lòng mà bây giờ là quên mất tiêu. Trời ơi, nói lên cái chỗ nào mà không thuộc đó là thấy có người, thấy dọc quê là thằng cười nha. Đó là một điểm. Cái điểm thứ hai, trong cái câu chuyện mà chúng ta đã học Suraya, cái anh chàng này thấy ngài Maha Kachayana đẹp trai ha, tướng hảo quang minh, anh chàng mới ước ao, nếu mà cái ông này mà nếu mà đàn bà thì mình sẽ lấy anh ta làm vợ liền ha, đẹp quá mà. Có tư tưởng nghĩ bậy vậy, là từ người nam biến ra người nữ. Nhớ coi câu chuyện mà công tử Sô Đây Giá không? Từ người nam, tức là làm chồng ha, có hai đứa con. Rồi anh chàng này á, thấy ngày cách chơi à, ma cách chơi vậy na, rồi cái chuyện nghĩ bậy á, rồi biến thành ra người nam ha, biến thành ra người nữ á, rồi cũng qua một đời chồng, cũng có hai đứa con nữa, tức là ngày mà cách chơi vậy na, chị Kim Nhung thấy kiểu vậy không? Nói chỗ nào là chỗ sai là biết liền ha, không động không rung chuyển này. Nó thiếu chỗ đó, không động không rung chuyển này, biết vậy nên tu tập mà hôm nay nhật tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết, chú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xin gọi Nhất Dạ Hiền Phật an tịnh trầm lặng. Cái chỗ này nè, cái chỗ mà là xin gọi Nhất Dạ Hiền, cái bài kinh này có tên là Nhất Dạ Hiền Giả, nhưng mà có người là hiểu sai là một đêm, chỉ dạ đi là một đêm, cái đó không phải nha. Nhất dạ là quyết tâm một lòng một dạ, chứ không phải là một đêm nha. Rồi bây giờ ở đây ngài Maha Kachayana có một vấn đề, mà vấn đề ở đây được nêu lên đó là khi Đức Phật ngự tại Đông Phương Tự Búp Ba Rà Ma, cái chùa này quý vị nghe lạ phải không? Búp Ba Rà Ma, cái chùa này của ai mà hôm nay chúng ta mới được nghe tới? Quý vị biết cái chùa Búp Ba Rà Ma Đông Phương Tự, chùa này của ai? Alo, quên tút hết rồi ha. Cô bà Visakha, chính xác, đồng bà. Người nữ thì phía sau là A nha, Visakha. Rồi, chính xác. Rồi, khi mà Đức Phật ngự tại chùa Visakha, chùa của bà Visakha, mà cái chùa này
Bhopārāma, đúng rồi. Cái chùa này quý vị biết ai là người đứng ra đôn đốc điều hành để ngôi chùa này được thành tựu? Chùa Kỳ Viên thì Ngài Xá Lợi Phất. Còn cái chùa này ai ra điều hành? Alo, alo. À, chúng ta... À, Ngài Mục Ca La Na chính xác luôn. Ngài Mục Ca La Na đứng ra điều hành để cho cái ngôi chùa này được thành tựu. Ồ, giỏi quá ha. Cái gì quý vị cũng biết hết trơn, Ngài còn học làm chi hả? Giỏi quá anh chứ. Rồi, Ngài Mục Càng Liên, Mục Ca La Na đứng ra để cái chùa Phúc Ba Ra Má được thành tựu. Rồi, trong một cái tự tứ. À, bây giờ hỏi quý vị tự tứ là gì? Cái ngày tự tứ là cái ngày gì? Alo, ai biết? Đây là những cái danh từ thuật ngữ của Phật giáo. Ngày tự tứ. Ngày tự tứ là cái ngày Uposatha, không phải ngày Bồ Tát, cũng chưa phải Bồ Tát thì mỗi tháng có hai ngày Uposatha. Ngày Bồ Tát là một tháng có hai ngày, còn đây là cái ngày tự tứ chứ không phải tự tử nha. Ngày tự tứ Pavarana, ngày trong cái ngày tự tứ, một năm chỉ có một ngày thôi. Tức là đúng là cái ngày rằm tháng 9. Ngày rằm tháng 9 thì cái ngày đó là cái ngày gọi là Pavarana, chư tăng mới phê và tự phê. Nói lên cái lỗi của mình trong 3 tháng ăn cư kiết hạ, gọi là cái ngày tự tứ. Trong cái ngày tự tứ đó thì Đức Phật Ngài ở trong cái ngôi chùa Đông Phương này, có các vị thánh thinh văn đệ tử theo hầu rất là đông, bởi vì cái ngày đó là một ngày quan trọng. Rồi ngày Maha Cacayana, ngày cư ngụ ở trong cái xứ Avanti, ở cái xứ đó cách xa cái chỗ chùa Đông Phương này. Nhưng mà Ngài luôn luôn đến có mặt và quan trọng là Ngài đến nghe Pháp. Do đó các vị trưởng lão cao hạ khi ngồi vào chỗ nào thì cũng đều chưa một cái vị trí, một chỗ trống để dành cho Ngài Maha Cacayana. Thì các vị chư thiên cũng xuống nghe Pháp, trong đó có Đức Vua Trời giải thích. Rồi Đức Vua Trời giải thích cùng với đoàn tùy tùng thiên chúng đem những lễ vật, nhất là hương tràng hoa của chư thiên, đem đến cúng dường Đức Phật. Mà khi Đức Vua Trời nghĩ thế, nhìn xung quanh không thấy Ngài trưởng lão Maha Cacayana thì trong lòng cũng bồn chồn thắc mắc, tại sao Ngài trưởng lão của ta không có mặt ở đây? Vậy thì Ngài đến thì đó là một việc tốt biết là bao nhiêu trong cái cơ hội này. Và ngay khi đó thì Ngài Maha Cacayana cũng vừa đến nơi. Rồi khi vừa ngồi vào chỗ của mình đã được mọi người ưu ái để dành cho Ngài. Thì khi đó Đức Vua Trời Đế Thích trông thấy Ngài Maha Cacayana mừng quá, chạy đến nắm chắc lấy hai cái giường chân của Ngài Maha Cacayana và nói: may quá, Ngài của con đã đến rồi. Bạch Ngài trưởng lão, chẳng mong đợi Ngài đã đến. Và khi nói như vậy thì Thiên Vương Đế Thích lấy hai tay xoa bóp cái bàn chân của Ngài
mà cái chai dành á, rồi cúng dường hương hoa lễ vật đánh lễ ngày mà cái chai dành á xong, đứng dậy đứng nép qua một bàn. Hành động đó làm các vị thị khưu trông thấy và than phiền: ô, Đức Vua Trời Đế Thích một con lửa mặt một cúng dường lễ bái, bao nhiêu là bậc thánh đại thinh văn á, Thiên Vương Đế Thích không cung kính như vậy. Còn mà khi gặp ngài Maha Cách Chà Dần Á thì lật đật nắm lấy cái mắt cá chân: may quá, ngài trưởng lão đã của ta đã đến, bạch trưởng lão, trẫm mong chờ trưởng lão đến. Và khi nói như vậy thì lấy hai tay xoa bóp chân, cúng dường lễ vật, đỉnh lễ, rồi đứng vào một bên. Khi mà nghe Chư Tăng bàn luận như vậy, Đức Phật mới bảo: này các tỳ kheo, những tỳ kheo nào thu thúc lục căn như là con trai của ta Maha Kacchayana thì cả chư thiên và nhân loại đều ái mộ quý mến. Và nói xong rồi thì Đức Phật này đã thuyết lên câu Phật ngôn 94. Chúng ta xin giờ lên lại nha. Câu Phật ngôn 94: Giá sinh tí già nế sa mát thần gá tà nế át xà giá thà xà gá tí nà su đành tà bởi hì nà mà nà xà xà quá xà nê và vi tắc sở trí hát nhân tí tà đi nộ. Ai như phục các căn như đứng xe đường ngự, mạng trừ đậu vật dứt, người vậy chư thiền mến. Qua câu Phật ngôn này chúng ta thấy rằng ngài Maha Kacchayana đến sau mà cũng được chư thiên cúng dường lễ bái như là Phật, làm các sư phàm thấy đảo điên. Phật dạy tỳ khưu tấn diệu thiền lục căn thanh tịnh đấng siêu nhiên, tâm không ngã mạn, không tà kiến, ắt được lòng yêu của nhân thiên. Như vậy thì qua câu Phật ngôn này, cái lý do tại sao người trời yêu mến, ở đây người trời yêu mến bởi vì tâm không ngã mạn, không tà kiến. Mà ngã mạn là gì? Chắc là quý vị biết rằng có 9 điều ngã mạn ha. Có 9 điều Pavarana gọi là từ tứ, chứ không phải là lễ ra hạ hay kiếp chuyện quá vậy. Bây giờ cái ngã mạn này là cái điều quan trọng này. Mạn trừ lậu hoặc dứt. Cái quan trọng đây là ngã mạn. Ngã mạn có 9, vậy thì quý vị cho biết 9 cái điều ngã mạn đó là như thế nào? Alo. Hơn, thua, bằng, 3 × 3 ha, đúng rồi, đó là 9 điều ngã mạn. Rồi cái vấn đề lậu hoặc dứt, mà muốn lậu hoặc dứt thì chúng ta phải có chánh kiến. Chứ nếu mà tà kiến thì coi như những nhiễm ô, những lậu hoặc càng ngày càng tăng trưởng ha. Cái điều quan trọng ở đây là cũng giống như những con ngựa, ví dụ những con ngựa mà kéo xe, mà những ngựa kéo xe Sarathi này, Asa này, những con ngựa kéo xe mà quan trọng là số đành ta được theo thuần phục, theo huấn luyện. Và Đức Phật ngài cũng có một hồng danh ha, Purisa Dhammasarathi, Purisa Dhammasarathi, Purisa có nghĩa là một người nam ha, Dhamma là tự điều ngự, tự chế ngự, Sarathi tức là chiếc xe ha, Sarathi mà người điều ngự, người cầm lái một cái chiếc xe để làm gì?
để chở những người hữu duyên, chở những người hữu duyên coi như về biển giác, tức là ai mà đã thực hành ba la mật trong quá khứ để rồi hôm nay được chiến ngồi, và Đức Phật là người gọi là điều ngự trường phù để tế độ, chở những cái người đó đi về nơi giác ngộ. Bởi vì ba la mật người ta đã chín mùi rồi, và Đức Phật tế độ bằng cách là chở những người đó, đi tế độ những người đó bằng một cái chiếc xe. Cho nên phong danh của Ngài là điều ngự trượng phu. Chữ Phú Rì Xa là trượng phu, điều ngự trượng phu. Thì như vậy, ở đây người mà được chư thiên mến là một người mà không có ngạn mạn, một người những nhiễm ô, những lậu hoặc, những phiền não nên được giúp trừ. Cho nên Ngài Maha Kacchayana, quý vị thấy rằng cái tướng của Ngài, tướng hảo quang minh, được chư tăng kính mến. Dù đi đến trễ nhưng mà không bị người ta dành cái chỗ ngồi, không bị người ta dành chỗ ngồi. Chính Ngài Xá Lợi Phất á, là một người chứng duyên chánh pháp thế mà nhiều khi đi, tức là những cái chỗ ngồi bị chiếm và Ngài phải ngồi túc ở ngoài xa. Tuy nhiên cái Ngài Maha Kacchayana được chư tăng rất là kính trọng. Biết rằng vị này thường đến nghe Đức Phật thuyết giảng về giáo pháp, dù ở xa nhưng mà vẫn đến để mà nghe, thì được ưu tiên, được kính trọng bằng cách cái chỗ ngồi luôn luôn được người đăng ký giữ vững cái chỗ ngồi đó cho mình. Cho nên khi mà vua trời Đế Thích xuống đảnh lễ Đức Phật, đem hương hoa xuống cúng dường, mình nhìn vào cái chỗ đó mà không thấy Ngài Maha Kacchayana thì cảm thấy hơi buồn, ước gì Ngài đến bây giờ. Nhưng mà mới ước là Ngài đã tới liền bởi vì các vị đó có thần thông, nên hiểu nhau. Và khi mà tại sao không thấy tới là tới liền, Ngài đã xuất hiện ngay. Và Đức Vua Trời Đế Thích là tới coi như xoa bóp bàn chân của Ngài Maha Kacchayana. Thì quý vị thấy rằng sống mà được người ta thương là một cái điều rất khó, rất là khó. Mà Ngài Maha Kacchayana được chư thiên ái kính, mà nhất là Đức Vua Trời Đế Thích, thì đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ thời gian còn lại thì chúng ta nghe một bài thơ rồi quý vị có ý kiến thế nào. Bài thơ này nói lên cuộc đời của một người tu mà đến cuối cuộc đời quý vị thấy rằng mong muốn cái gì vẫn mỉm cười qua những đổi thay, cũng như đem hết lại qua ngày. Đi lâu người mệt, dừng chân nghỉ, đậu mãi chim buồn vỗ cánh bay, thoát tục am rừng hồn thanh nhẹ, chẻ chi sợi tóc chuyện thêm rầy, đã không gì mất không gì được, về ngủ bờ lao mây trắng bay. Đây là một bài thơ mà cả một cuộc đời, đến bây giờ là 78 tuổi, coi như bình duyên. Và Ngài Hòa Thượng trên giường bệnh đã đọc lên bài thơ này. Chúng ta thấy rất là ngậm ngùi. Đây là bài thơ mà Ngài Hòa Thượng Tịnh Đức nằm trên giường bệnh và rất là tỉnh táo, vẫn mỉm cười qua những đổi thay, cũng như đem hết lại qua ngày. Đi lâu người mệt, dừng chân nghỉ, đậu mãi chim buồn vỗ cánh bay, thoát tục
nó am rừng hồn thanh nhẹ, kẻ chi sợi tóc chuyện thêm rầy. Đã không gì mất, không gì được, về ngủ bờ lao mây trắng bay. Quý vị thấy tuyệt vời ha. Rồi, với một người mà buông bỏ, với một người mà không có cố chấp, không có chấp thủ, thì quý vị thấy sao? Quý vị như nó làm cho cái con người mình có như là quằn quại đau khổ về thể xác, nhưng mà vẫn tỉnh táo làm một cái bài thơ mà thấy rằng vô ngã, không có cái gì là của ta hay sở hữu. Rồi bây giờ thời gian còn lại 6 phút ha. Quý vị có ý kiến gì? Xin mời quý vị. Alo, sao vô bà? Sao bây giờ hoảng hốt Quỳnh Chính Ngộ đi. Hôm nay là Quỳnh Chính Ngộ ở từ đầu đến cuối là tuyệt vời á. Mấy bữa trước tụng kinh xong là bỏ của chạy lên người. Nhưng mà hôm nay chắc là Noel ha, thì cái trong rồi cảm thấy rằng thoải mái. Rồi, ý kiến Quỳnh Chính Ngộ về câu Phật ngôn 94. Xin mời Quỳnh Chính Ngộ. Đã mất tiêu rồi. Quỳnh Chính Ngộ đâu rồi? Lễ tự tứ là lễ gì ha? Lễ là con không trời ơi, xuống đây chơi thường xuyên. Chùa Ngọc Đạt này mỗi ngày 29 đều xuống đây hết, mà nói là con không biết sư là mặt lạ ta. Quỳnh Chính Ngộ hay quá ha. Con không biết chứ, không có quen biết, không có bà con, không có dòng họ. Hay ha. Rồi, Sư Thanh Thủy hỏi Pavarana là gì? Pavarana là một cái lễ mà phê và tự phê. Ba tháng hạ, trong cái sự tu tập, có gì ưu điểm, có gì khuyết điểm. Mà trong cái luật á, không phải rằng cái vấn đề này, phải rằng cái ngày ra hạ mới có cái lễ này. Mà thật sự ra những cái vị tỳ khưu mà đầu đà, những cái vị mà đi về pháp hành á, thì mỗi buổi sáng thức dậy, rồi mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, đều có cái lễ gọi là sám hối. Sám hối là những lỗi lầm trong cái thời gian một đêm một ngày đó mình vô tình hay cố ý, để rồi mình bày tỏ ra và được coi như vì cái vị kia chứng nhận và tâm của chúng ta được trong sạch, không còn trạo cử, không còn hối hận, không còn ăn năn, không còn bức xúc, giống như vị tỳ khưu mà đi trên một cái chiếc xuồng mà nước chảy xiết, cái ông ta vì cái phản ứng, vì cái phản xạ tự nhiên, cho nên quơ tay chụp một cái bụi lau, và cái sức nước, sức xuồng nó tống đi làm bứt luôn cả một cái bụi lau. Thì như vậy đây là phạm vào cái tội mà coi như tác ác, tức là cái tội này là phá hoại thảo mộc. Thì cái này sám hối là hết. Nhưng mà ông ta nói ô cái này mình đâu cố ý, chẳng qua là coi như chiếc xuồng nó lướt nhanh quá, mình vô tay mình chụp vậy, đâu có tội. Nhưng mà rồi đến khi mà cái tâm cận tử á, sắp chết á, cận tử nghiệp nó đến, thì ông ta cảm thấy ủa sao với cổ mình nhục nhục, cái cổ nhục nhục, đây là một cái điềm báo mà khi mà nhục nhục nó ngứa, có vấn đề gì. Và ông ta bắt ngay cái cảnh là khi mình đi cái xuồng đó, rồi mình chụp tới cái bụi lau bụi cỏ, và chính cái đó là cái mà mình phạm tội mà quên sám hối, nghĩ rằng tội nhỏ không sám hối. Nhưng mà bây giờ sắp chết nè, thoi thóp nè, ngất ngư tạo nè,
à, khi đó là nhớ nhớ tới cái vấn đề đó, mình nhớ tới cái vấn đề đó là cảm thấy cái tâm mình bối rối ăn năn, coi như bực bội nóng nảy, và rồi sao đọa vào súc sanh, sinh ra là một con rồng, và trong cái cảnh hóa sanh chết biến thành một con rồng. Thì vấn đề ở đây tự tử là nói lên cái lỗi của mình, nói lên cái lỗi của mình gọi là tự tử. Như vậy thì thông minh quá ta, nói sơ sơ cái là hiểu liền ha. Rồi hết giờ rồi bà con ơi, để dành cho quý vị mà quý vị không tham gia gì hết buồn quá. Rồi kết thúc ha. Hôm nay đáng lẽ là quý vị coi như là Giáng sinh vui vẻ, nhưng mà hôm nay quý vị là đến với đạo tràng với cái số lượng cũng rất là đông. Sa thủ, sa thủ. Vậy thì với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật qua cái bài kinh này, để chúng ta cảm thấy ngã mạn như thế nào, hơn, thua, bằng, để rồi mình chấp vào đó, bản ngã mình đưa lên, và mình không thấy được thực tánh của Pháp, không thấy được sự thật. Vậy thì xin chư Thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, siêu quan lực vô biên, chư toàn giác độc giác và tinh văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo ngầm truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha va che na so ti vô hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này, cái nhân quả lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Tha Giá. Xin mời sư Công Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Yeah, need a boy.